Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hôm nay hãy cùng Địch Nghề Tốt xem tử vi chọn đời của người tuổi Tỵ ngày sau đây nhé. Tổng quan cuộc đời người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có số mệnh khá may mắn, được quý nhân phù trợ, nhờ thế mà con đường sự nghiệp của người này vô cùng rộng mở, có nhiều thành công vang dội. Vận thế tài lộc hanh thông, tiền bạc đủ đầy, hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu, cả đời phú quý giàu sang. Con giáp này khá đào hoa, có sức hấp dẫn riêng, sự bí ẩn, thông minh khiến cho họ trở nên cuốn hút đặc biệt với những người khác giới. Tuy nhiên, sức khỏe của người này không được tốt, thường hay ốm đau bệnh vặt, hay gặp những chuyện nhỏ nhặt nhưng hao tài tốn của. Đặc trưng tính cách. Người sinh năm Rắn tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lui ở đời thấu hiểu, cũng là người giỏi xã giao. Họ có phần tính cách cao sang, thường được mọi người yêu quý và đánh giá cao. Tuy nhiên, tâm địa sâu xa và lòng đố kỵ khiến cho họ khó cưỡng được những mối quan hệ bền vững lâu dài. Tâm trạng dễ thay đổi hay nghi ngờ lại hiếu thắng, nên dễ nảy sinh bất đồng, tranh cãi với người khác. Đó cũng là lý do khiến họ thường bị mất đi nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền hay tiến thân. Nên thay đổi mình, sửa đổi những tật xấu, cải thiện bản thân. Với lòng dũng cảm, thông minh và tính thân thiện, chắc chắn người này quyết tâm sẽ giành được thành công. Nữ giới thường thạo việc tề gia nội trợ, nóng tính dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Người này thời trẻ khá vất vả, chịu nhiều khó khăn. Thời trung niên bị nữ sắc ảnh hưởng rất nhiều, đến hậu vận thì hạnh phúc may mắn sẽ tới. Người tuổi Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học hơn. Người này thích sự nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu sôi nổi và đầy kích thích. Tuy nhiên, tính cách trầm lắng khiến họ không biết làm như thế nào để bày tỏ tình cảm, nên khó tìm được người tri âm tri kỷ. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng nhờ tinh thần trách nhiệm cao, năng lực làm việc tốt. Trí nhớ tốt, nhạy bén khiến cho công việc kinh doanh của họ phát đạt, lợi nhuận thu về không ít. Đây cũng là người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công việc về tư tưởng. Vận thế cuộc đời nhìn chung khá tốt, thường được quý nhân nâng đỡ. Song thói quen sống xa hoa khiến cho tiền tài cứ đến nhiều mà đi thì cũng nhanh. Người tuổi Tỵ có sự linh hoạt và nhạy bén hiếm có, khả năng tùy cơ ứng biến hiếm ai bằng. Họ giỏi quan sát nét mặt của người khác, tư duy mẫn tiệp, có đầu óc tính toán kinh doanh. Tuy đường đời bằng phẳng, song họ là người quyết đoán và biết nắm bắt thời cơ. Có điều, nhược điểm của con giáp này chính là tính chiếm hữu quá lớn, có phần giảo hoạt, dễ khiến cho người khác mất cảm tình. Bù lại, họ có khả năng đối nhân xử thế khéo léo, thành thục, có ngoại hình sáng sủa, tâm hồn lãng mạn, phong độ ngời ngời. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định, tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Trời sinh nhạy cảm, giác quan thứ 6 vô cùng tốt, luôn quan tâm chú ý chăm sóc mọi người, khéo léo xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh. Họ rất giỏi nắm bắt thời cơ phát tài, từ ước mơ ban đầu tìm đến thời cơ để lựa sức mình, đưa sự nghiệp vút bay. Tuy nhiên, nếu không biết hợp tác với người khác để chung tay góp sức thì rất dễ dẫn đến thất bại. Người này sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước mọi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ rất hiểu rõ về bản thân mình, hiểu biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai cực kỳ tốt. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc. Trí tuệ mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió nhưng rất quyết đoán và dứt khoát, tốc chiến, tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú, không ai có thể sánh bằng. Về vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính chất chiếm hữu cao, tính cách có phần yếu mềm, song không dễ để lộ tâm tư thật sự. Họ cũng không cho nhiều người lại tiếp gần mình, thích phủ phiếm xa hoa, lại luôn giữ cái nhìn nghi ngờ, cảnh giác với mọi sự vật, sự việc xung quanh mình.
chuyện tình cảm không mấy ổn định, dễ xảy ra biến cố, là người trọng tiền bạc cũng rất trọng tình cảm. Thái độ tuy khiêm nhường lễ phép nhưng kỳ thực lại khá cố chấp, không chịu thua ai bao giờ. Tình yêu của người này chung thủy sâu sắc, không bao giờ chấp nhận đối phương phụ lòng phản bội. Tử vi sự nghiệp. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng, ngáng đường không? Đây là những vấn đề không của riêng ai, không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Người tuổi Tỵ dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao, họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau khiến cho bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trí nhớ vượt trội hơn người không chỉ đơn giản là nhớ chính xác mặt mũi tên tuổi của rất nhiều người mà bạn còn có thể nhớ cả những sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm giúp bạn có rất nhiều duyên khi buôn bán, kinh doanh lên như diều gặp gió. Sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa khiến cho người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia, cũng có thể là những người chuyên làm về công tác tư tưởng. Tuy nhiên, nếu chú ý nhiều hơn đến phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng nhưng không quá thận trọng, cảnh giác chứ không phải là nghi kỵ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng rất nhiều, bởi phần lớn mọi chuyện đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Vậy nên để đạt được thành công trong sự nghiệp, người tuổi Tỵ nên kết hợp làm ăn với người tuổi nào? Tử vi tài lộc. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít thì cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng biết tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu thì cũng nhanh. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho giữ thì không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm ít vượng phát, ít phá tài. Đường tài lộc của tuổi Tỵ khá tốt, nhờ có quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền về cũng nhiều mà phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ, hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn vì tiền bạc. Có điều từ nhỏ đã có thói quen sống xa hoa phung phí, tiêu tiền không mấy khi suy nghĩ tương lai. Nếu muốn ổn định về tài chính thì nên có kế hoạch kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm để lấy tiền đầu tư phát triển cho sự nghiệp sau này. Tử vi sức khỏe. Cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người ta sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hòa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hùng sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chỉ vì gặp phải những họa trên. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi, nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền có lớn đến thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Tỵ ngũ hành thuộc hỏa, mà hỏa thì đại diện cho tâm can, vì thế mà người tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, tránh làm việc lao lực, kích động, quá mức hay suy nghĩ mất ăn mất ngủ triền miên khiến cho tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm bởi việc đó khiến cho tâm hỏa thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Tử vi tình duyên. Tình duyên bao gồm vận đào hoa của người độc thân, hôn nhân có bền vững lâu dài, có nảy sinh quan hệ ngoài luồng hay không, cuộc sống gia đình như thế nào.
Gặp vận đào hoa chưa chắc đã là tốt, cũng có thể hóa hung, gây mâu thuẫn tình cảm, đôi lứa chia xa. Kết hôn rồi chưa chắc đã được hạnh phúc, ly hôn cũng không hẳn là bất hạnh. Nếu tái hôn gặp được người tốt thì vẫn có được gia đình hạnh phúc. Người nghèo chưa chắc đã có hôn nhân nhiều phiền muộn, người giàu cũng không hẳn vợ chồng tốt đẹp mỹ mãn. Những vấn đề trong hôn nhân suy cho cùng vẫn là do cách nhìn của mỗi người. Nam giới tuổi Tỵ thường theo đuổi tình yêu nồng nhiệt, tràn đầy kích thích. Trong cuộc đời này không thiếu yến oanh vây quanh, là mẫu người phong lưu điển hình. Họ biết cách dùng hành động đơn giản để biểu đạt tình cảm, cũng giỏi nắm bắt tâm tư con gái. Nói là sát thủ tình trường thì cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên, họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nên những người khác đôi khi khó hiểu được suy nghĩ nội tâm bên trong họ là gì, khó tìm được người tri âm tri kỷ. Nữ giới tuổi này đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thờ ơ thời thơ ấu, lên môi trường rất tốt, gia đình yên ấm. Tuy tới tuổi trung niên, gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá nhiều. Xem người tuổi Tỵ hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân để chủ động trong việc tìm kiếm nửa kia phù hợp. Vận trình tuổi Tỵ theo lưu niên. Năm Tý. Người tuổi Tỵ gặp năm Tý, cát khánh mãn đường, hỷ sự lâm môn, chuyện vui duyên lành không tránh được, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc vượng phát. Tuy nhiên, nên hạn chế dùng cảm xúc trong công việc, cũng đừng đắc ý quá mà tự kiêu ngạo, khinh địch, nếu không sẽ phải suy nghĩ lo lắng rất nhiều, cầu tài tất đắc, song tránh xa nữ sắc thì chuyện lớn mới thành, mới bình an vô sự. Tuổi Sửu. Người tuổi Tỵ gặp năm Sửu, nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự kiến xảy ra, nên cẩn trọng từ tốn thì hơn. Cũng may là những vận hạn ban ngày nên chú ý vào dịp cuối xuân cuối hạ, lập thu xong thì nguy cơ sẽ dần tiêu biến, an lành cát khánh, khỏe mạnh bình an. Xem tử vi vận thế năm nay có họa tiểu nhân ngáng đường, đại nạn giáng mệnh, họa huyết quang, không may có thể gặp phải thương vong nặng nề nên đặc biệt chú ý an toàn, nên hạn chế xuất hành đi xa, tránh lo chuyện bao đồng, năng hành thiện tích đức để hóa hung thành cát. Năm Dần. Năm này người tuổi Tỵ có thể gặp họa thị phi, chuyện không may đến liên miên, kinh doanh ế ẩm thất bát, mưu sự gặp nhiều trắc trở. May nhờ có phúc tinh chiếu rọi, chỉ lối dẫn đường nên gặp dữ hóa lành, lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Chuyện hung cát phải xem thiên mệnh chứ không thể hoán đổi, nên mở rộng lòng, khoan dung nhân hậu, cái gì có thể bỏ qua thì chớ nên chấp nhận, oan gia nên giải, không nên kết. Năm Mão. Người tuổi Tỵ năm nay vận thế có phần đi xuống, phải chạy đôn chạy đáo đi khắp bốn phương chỉ vì mưu cầu danh lợi. Phạm thiên cầu hung tinh nên chuyện xui rủi thay nhau kéo tới, may nhờ phúc lành quý nhân âm thầm giúp đỡ nên cuối cùng tới tai qua nạn khỏi. Cuối năm chuyện vui tới thấp, tiền bạc gia tăng, hỷ sự cát lành. Tuy nhiên, nhìn chung vận hạn cả năm không được như ý, gặp nhiều trắc trở, cần phải giữ vững ý chí và dũng khí để tiến lên. Năm Thìn. Năm Thìn người này thuận buồm xuôi gió, xuất hành được gặp chuyện lành, kinh doanh phát tài phát lộc, song tuế sát bệnh phù không thể tránh. Cát tinh thiên hỷ xuất hiện kịp thời hóa giải điểm hung, chuyện tiền bạc không cần lo phiền, sự nghiệp tăng tiến. Tuy nhiên, khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, năng đi đền chùa cầu Phật hóa an. Năm Tỵ. Người tuổi Tỵ gặp năm bản mệnh, nhiều chuyện ngược ý nảy sinh, kết giao bạn bè nên thận trọng, nên nhớ chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng nên quá tin người. Cuối năm này bản mệnh phạm thái tuế, thất bại triền miên, tinh thần bất ổn, tâm trạng không yên, sự nghiệp nên lấy lui làm tiến, tùy cơ ứng biến thì mới được an lành. Năm Ngọ. Năm này người tuổi Tỵ gặp đủ chuyện xui rủi, tinh thần không yên, có khi phải lưu lạc đời đất khách quê người. Nữ chủ yếu sinh đẻ mệnh, dễ mắc hậu sản, nên làm nhiều chuyện việc thiện để hóa giữ thành an, chuyển bại thành thắng. Cuối năm nên mạnh dạn nắm bắt thời cơ, tấn công bất ngờ, chắc chắn có thể thu hoạch lớn. Vận thế nhiều điểm hung hiểm nên chú ý đề phòng, cẩn thận ứng phó, chớ tham lam mà hối hận không nguôi. Tuổi Mùi. Người tuổi Tỵ sinh năm Mùi,
đầu năm trắc trở, giữa năm hóa giải, cuối năm bình an, được thua mỗi thứ một ít, vận thế có lên có xuống, sự nghiệp thành công, nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, xử lý tốt mối quan hệ giữa bạn bè và người thân, chờ đến khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì mưu sự tất thành. Năm Thân. Năm nay người tuổi Tỵ gặp sao Thái Âm, có phúc được nữ quý nhân tương trợ, có duyên kỳ ngộ, danh lợi song toàn, vô duyên đắc phúc, người không cầu mà chuyện may tự tới. Song nếu mảy may có ý đồ xấu xa thì chắc chắn sẽ bị khắc chế, nên thuận theo ý trời, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống thì mọi vận hạn rồi cũng được hóa giải. Trong mệnh có thì không cầu mà được, bệnh hư vô thì lại cứ cố cưỡng cầu. Năm Dậu. Người tuổi Tỵ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc song hành, nhưng cuối năm nên đề phòng họa tiểu nhân, chuyện rủi rủi không mời mà tới. May sao tới cuối cùng, trời quang mây tạnh, vận tài lộc tuy tốt nhưng không tránh được hạn phá tài, nên cẩn trọng đề phòng nữ sắc, năng kết giao bạn bè để nhờ lộc quý nhân. Năm Tuất. Sao Hồng Loan chiếu rọi, nên nắm bắt thời cơ để thu được thành quả như mong đợi. Năm này người tuổi Tỵ có thể bị bệnh vặt, hao tài tốn của nhưng không nhiều. Cát tinh nguyệt đức soi đường, có cơ hội đi xa, chớ bỏ qua cơ hội này để phát triển sự nghiệp. Nên kết giao nhiều bạn bè, mở rộng mối quan hệ, thân thiết với những người thành thực và đáng tin cậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, nên dùng ơn huệ để thu phục lòng người. Tuổi Hợi. Người tuổi Tỵ gặp năm Hợi như mãnh hổ được thả về rừng, song vạn sự nên biết điểm dừng, thấy tốt thì thu, chớ ham lợi lớn, cầu tài được tài, cầu danh được danh, nếu có thất bát thì do yêu cầu quá cao. Chuyện tài lộc thuận lợi, song đại kỵ tham lam, bất nhân bất nghĩa, nên làm nhiều việc thiện đức, lấy nhân đối đãi với người thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn. Vận mệnh tuổi Tỵ với tháng sinh. Sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Đầu xuân là lúc dương khí đang lên, cuộc đời tuy có phong sương nhưng sau 30 tuổi sẽ có cơ hội thăng tiến. Sinh tháng 2 là người có tài nhưng thiếu quyết đoán, không có ý chí, tài lộc không nhiều, gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy có phúc nhưng phải trải qua nhiều sóng gió. Sinh tháng 3, sinh vào tiết Thanh Minh nên rất có ý chí, là người thông minh, giỏi giang, tinh thần hăng hái vui vẻ, số được như ý, có thể lập nên đại nghiệp, càng vất vả càng nhiều công lao, phúc lành, ít ai sánh kịp. Sinh tháng 4, thông minh tham vọng lớn, có tấm lòng trượng nghĩa, cuộc đời gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trọn vẹn được mọi người quý trọng. Sinh tháng 5 là người tài giỏi, hiểu thời thế và nhân tâm, có số quý cách, công lợi vượng vinh, phúc lộc lâu dài, cả đời bình an. Sinh tháng 6, sinh vào tiết Tiểu Thử, là người nhiệt tình, trung thực, dễ dàng được thành công, quyền thế cao sang, vợ chồng vinh đạt, con cháu hiền quý, số này biết tận dụng cơ hội để thời thế sẽ có vinh quang tột đỉnh, danh lợi vẹn cả đôi đường. Sinh tháng 7, là người tính khí ôn hòa, tự thân lập nghiệp, đỗ đạt cao, kinh doanh giỏi, có tài năng làm lãnh đạo, số giàu sang được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng 8 là người tài năng trung hậu, được mọi người kính trọng, có thể gây dựng đại nghiệp, gia đình yên vui. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ, là người dĩ hòa vi quý, có ý chí và hoài bão cao đẹp nhưng lại thiếu năng lực, tài vận tốt, sự nghiệp thành công nhưng cũng không quá lớn. Sinh tháng 10 là người có ý chí lớn lao, trung thành nghĩa hiệp, giỏi giao tiếp, số vận, đào hoa và sự nghiệp tốt nhưng không lớn, đời sống vợ chồng hòa hợp. Sinh tháng 11, vận số ít may mắn, sự nghiệp dở dang, vất vả, là người sống nội tâm, về già mới được thanh thản. Sinh tháng 12, sinh vào mùa đông giá lạnh nên cuộc đời nhiều ưu phiền, sự nghiệp khó lành, cuối đời mới có cơ hội về tài vận và hạnh phúc, là người nhạy cảm, thẳng thắn, sống theo nguyên tắc và cứng nhắc. Vận trình người tuổi Tỵ với ngày sinh. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 1, cuộc đời hanh thông suôn sẻ, việc vui thì nhiều mà việc buồn thì ít, thành nhiều bãi ít
Mệnh Cát Tường, người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ, thành đạt sự nghiệp. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 2, thông minh nhanh nhẹn, hiền lành đức độ, đa tài đa nghệ, tuổi trẻ bình thường an ổn, tuổi già đại cát, cuộc đời luôn tiến về phía trước, phát triển không ngừng. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 3, có vận trình, muộn phiền, nhấp nhô, không nơi nương tựa, không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, anh em không giúp đỡ, tuổi trẻ nhiều vất vả, tuổi già mới được hưởng phúc. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 4, không có tài giao lưu với mọi người, mọi chuyện trở nên thường xuyên gặp khó khăn trong giao tiếp, chơi với bạn bè chịu thiệt thòi, cuộc đời nhiều rủi ro, làm mất chí khí, đề phòng gặp sai lầm. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 5, cuộc đời vui vẻ thoải mái, ung dung sung sướng, mệnh đào hoa nhiều, nhân duyên rất vượng, chú ý có điểm thị phi, đàm tiếu và nhất là phải đề phòng nạn tử sắc, ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 6, vận trình cát hung họa phúc đan xen, chìm nổi bất định, thành ít bại nhiều. Nếu có thể xa quê phát triển, đi làm ăn xa thì mới phát triển, đạt được danh lợi, thành đạt sự nghiệp rạng rỡ. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 7, có mệnh tọa đào hoa, nhân duyên cực vượng, người phong lưu đa tình, yêu nhiều quen nhiều, tiền bạc vào túi đi ra hết, chi tiêu không hợp lý nên không có tài sản tích lũy, tuổi già khó khăn, không được hưởng phúc, không nơi nương tựa. Tuổi Tỵ sinh ngày mùng 8, vận mệnh nửa mừng nửa lo, có hung có cát, có vui có buồn, tiền bạc không tốt, có tai nạn, thanh niên phiền muộn vất vả, nhấp nhô trắc trở, từ vô trung vận thì tạm thời ổn định hơn. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 10, có số gặp thị phi, thường xuyên gặp chuyện gièm pha tai tiếng, mưu sự thành nhiều bại ít, không thuận lợi, có nhiều rủi ro rất lớn, số phận khổ sở, mệt mỏi. Người tuổi Tỵ sinh ngày mùng 10, có cát nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến trước nhanh chóng, tài lợi phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng phiền muộn. Người tuổi Tỵ sinh ngày 11, cát hung đan xen, họa phúc song song, cũng có thể chuyện tốt nhưng cũng không ít muộn phiền, trắc trở, phải bôn ba di chuyển nhiều. Người tuổi Tỵ sinh ngày 12, nên xuất ngoại thì phát triển tốt, sự nghiệp rạng rỡ, thành gia lập nghiệp thành công, tay trắng dựng nghiệp, tự mình cố gắng, không có ai trợ giúp đâu. Ngày 13 là một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi Tỵ. Cuộc đời phong lưu sung sướng, tiền vận bình thường, trung vận phát đạt, tuổi già thoải mái hưởng phúc, cả đời ung dung, không có chuyện gì bận tâm lo lắng. Người tuổi Tỵ sinh ngày 14, có đường hôn nhân rất tốt, vợ chồng tương thân tương ái, có thể cùng trợ giúp bạn đời cùng phát triển, có hy vọng giàu phát đạt giàu có, tài lộc đầy đủ, không lo nghèo túng. Người tuổi Tỵ sinh ngày rằm, sự nghiệp như ý, công việc thuận lợi, có thể tích lũy tài sản, gia hưng nhân vượng, con cháu đông đúc thuận hòa. Điểm duy nhất cần đề phòng là chuyện khó khăn gian nan, nên chọn đường dễ, không cần đâm quàng bụi rậm. Người tuổi Tỵ sinh ngày 16 là mệnh cách không thuận lợi, gặp nhiều tai nạn hung hiểm, nhân duyên lạnh nhạt, không có người kề cận sẻ chia, một đời cô độc. Người tuổi Tỵ sinh ngày 17, mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn. Người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi Tỵ sinh ngày 18, có gia vận hưng thịnh, tài lộc, hỗ trợ dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ an lành, một đời an yên tốt lành, không có nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi Tỵ sinh ngày 19, mặc dù khổ cực vất vả, nhưng được hưởng phúc, không cần lo cái ăn cái mặc, tài chính đủ đầy, có danh vọng, có sự nghiệp khởi sắc, công việc thuận lợi, càng cố gắng thì càng thành đạt. Người tuổi Tỵ sinh ngày 20, tiền vận không tốt, trung vận khởi sắc, bắt đầu phát đạt, tuổi trẻ vất vả bôn ba, từ trung niên chuyển đổi hanh thông hơn, suôn sẻ hơn. Người tuổi Tỵ sinh ngày 21, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lợi dồi dào, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng, người có chức có quyền, tài năng xuất chúng,
đạt được thành tựu khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tỵ sinh ngày 22 là người có số mệnh tha hương, rời nhà đi lập nghiệp, bốn biển là nhà, không ổn định, trung niên tài vượng, tài lộc đủ dùng, càng di chuyển nhiều thì càng phát đạt. Người tuổi Tỵ sinh ngày 23, thông minh hiếu học, dũng cảm can trường, có tài có trí, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi Tỵ sinh ngày 24, mệnh mang đào hoa, thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, cả đời vui vẻ, hạnh phúc, ái tình hưởng đủ đầy, nhưng tài lộc không tụ, khó tích tụ được tài sản. Người tuổi Tỵ sinh ngày 25, thông minh hiền năng, nhanh nhẹn hoạt bát, là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi Tỵ sinh ngày 26, một đời khổ sở phiền muộn, nhất là thời trẻ vô cùng bôn ba vất vả, nhưng trung vận chuyển đổi cũng cải thiện hơn, sự nghiệp thành đạt, con cái đông đúc và hòa thuận, cuối đời vui vầy. Người tuổi Tỵ sinh ngày 27, cuộc đời trùng trùng mạo hiểm, xung quanh có nhiều chuyện khó lường, không được bạn đời trợ giúp, vận trình nhấp nhô trắc trở, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Tỵ sinh ngày 28, cát hung song hành, có họa có phúc, cuộc đời nhiều lần biến đổi bất ngờ, nhanh mồm nhanh miệng nên vướng vào họa thị phi, thường xuyên gặp tai tiếng, con đường con cháu tốt lành, đông đúc, hòa thuận. Người tuổi Tỵ sinh ngày 29, trời sinh đào hoa, nhân duyên với khác người khác giới vô cùng thịnh vượng, một đời phong lưu nhưng không tích lũy được tiền tài, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Tỵ sinh ngày 30, có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, thành đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.